lặn lội đi bắt con tép đồng siêu to đem lên làm sốt thái ăn dằn mặt bà Sáu. Hello mọi người nha, hello luôn bà Sáu. Bữa nay là mẹ không có mua đồ tắm bổ cho con nữa rồi. Con tự đi xuống hầm ông chú Út để bắt ốc ăn nè bà Sáu. Hầm của nhà của ông chú Út con cái gì cũng có hết trơn á. Cái bà nói hầm của ông chú Út mày có gì là có gì. Bà Sáu không có tin con phải không? Bữa nay con bắt con tép đồng siêu to cho bà Sáu coi nè. Đây nè, bất ngờ cho bà Sáu. Đây là con tép đồng siêu to nó sống với hầm của ông chú Út con đó. Ủa bà Sáu, sao bà không có bất ngờ gì hết trơn vậy? Mày giỡn mặt với tao hay nhọn, mày tưởng tao ngu hả? Con này là con tôm hùm bông nè chứ con tép đồng gì? Mày xạo xạo với tao hả? Đâu có, con này là con tép đồng mà. Bà Sáu không tin, bà hỏi chú Út con đi, chú Út con nuôi đó. Bây giờ là con không có cãi với bà Sáu nữa, con đem lên con làm sốt thái cho bà Sáu thèm chơi nè. Cho bà chảy nước giải chứ này lấy cái tô hứng không đủ luôn. Thì tôi mới bắt được con tép đồng này mọi người, đem lên tôi chà rửa cho nó sạch nha. Rồi cái tôi mới bỏ một tí xả, một tí lá chanh vô cái nồi. Ủa lộn, cái sẩn mới đúng. Xong rồi tôi bỏ con tép đồng vô tôi hấp nha. Xay qua tôi làm một chén nước sốt thái. Tôi cho vào chén một tí tỏi, một tí ớt đỏ băm nhuyễn, một muỗng đường, một tí tương ớt với hai muỗng ớt bột và thêm một tí xíu nước mắm nữa cho nó vừa ăn. Lỡ pha chén nước sốt nó cay quá sao bà Sáu bà ăn trời. Tôi vừa pha chén nước sốt xong thì con tép đồng cũng đã chín luôn. Rồi tôi mới lột cái vỏ nó ra rồi chan cái nước sốt lên nè. Chàng ngồi nhìn cái cảnh này mà thèm chảy nước miếng trời. Bà Sáu mà bà gặp cái cảnh này một cái ha là bà chảy nước miếng hơn bằng lu luôn quá. Ta nói vừa chan cái nước sốt lên con tép đồng, nhìn nó ngon mà thèm chảy nước dãi theo bả luôn á. Nhưng mà trước khi ăn con tép đồng sốt thái, Nhọn sẽ dùng chút một em thạch ngại sa phong vị chuối. Nó có một cái vị chuối rất là dễ ăn mà nó còn giúp Nhọn ngăn ngừa được bệnh đau bao tử, tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể và còn giúp Nhọn ngủ ngon sau những giờ làm việc vất vả. Không biết là bà Sáu có bị đau bao tử không nữa. Để tôi đem qua cho bả một cây. Thịt tôm mì dai quá, ngon quá Nhọn ơi. Ngon quá Nhọn ơi. Rồi tôi cho mẹ của tôi hưởng thức con tép đồng trước nè. Đây là lần đầu tiên mẹ của tôi được ăn con này luôn á. Mẹ của tôi nói con tép đồng gì đâu mà ăn thịt dai quá trời, nhưng mà ăn nó ngon lắm con. Rồi bây giờ là tới tôi hưởng thức nè. Ta nói lần đầu tiên cầm nguyên con tép đồng siêu to chấm vô cái nước sốt thái, cắn vô cái ta nói nó đã. Thịt của con tép đồng này rất là dai và thơm, còn cái nước sốt thái tôi làm ăn rất là cay luôn. Và mọi người ở đây có ai hay bị đau bao tử, suy nhược cơ thể, mất ngủ hay có vấn đề liên quan đến dạ dày thì hãy dùng thử cam thạch ngại sao phong vị chuối, nó rất là hiệu quả luôn á. Rồi còn cái đầu của con tép đồng siêu to này tôi chừa cho bà Sáu nha. Là một mâm tôm nướng giá hấp nước dừa ăn nè. Chàng ơi, tao nói nó đã ăn, nó ngon gì đâu á. Sáng trời đẹp tinh mơ, tôi ở nhà tôi ở không, tôi đâu có làm gì đâu. Thay vậy cầm cái gỗ đi qua nhà của ông chốt nữa. Mỗi lần qua nhà ông là tôi lội xuống hầm mà, tại vì cái hầm nhà ông cái gì cũng có hết trơn á. Tôi mới thò tay xuống tôi mò mò nè, quay qua bà lại gặp mấy con tôm lú đầu lên, tao giật mình luôn á. Thay vậy thò tay qua bắt bỏ vô gỗ luôn. Tôm càng xanh, tao nói con nào con nấy nó nái nái. Thò tay bắt qua bắt lại có con xíu mà được một gỗ luôn rồi nè. Bắt tôm xong rồi tôi lội lên trên nhà, qua bên cái buồng dừa của ba tôi nè, tôi bẻ ăn trái. Thấy trái dừa nó nhỏ vậy thôi mà nước nó nhiều lắm đó. Rồi thì mấy con tôm tôi đem đi rửa cho nó sạch sẽ gông ghiêu, rồi cho một mớ tôm vô cái nồi, rồi chặt trái dừa hồi nãy lấy nước đổ vô. Là tôi đem một mớ tôm này tôi đi hấp nước dừa nha, còn một mớ còn lại tôi đem đi xỏ xiên rồi tôi đem đi nướng. Mấy con tôm tôi hấp nó chín rồi tôi nhắc xuống, rồi mới đốt lửa than lại rồi tôi nướng tôm nè. Bỏ mấy con tôm lên nướng làm xeo xeo lên, chở qua chở lại mấy con tôm nó chín lên đỏ tươi. Tôi xỏ xiên tôi nướng là mấy con tôm nó không có bị cong nha, nướng lên nó chín nó thẳng băng đỏ tươi nhìn đẹp lắm. Thường là mọi người ăn tôm chấm với cái gì, chứ còn tôi là tôi chấm cái nước sốt kim quất mơ gần này cũng ngon nè. Cái nước sốt này nè là mình chấm các món hải sản nó dính dữ lắm, với các món nướng chiên luộc đồ á. Rồi bây giờ tôi tách con tôm ra tôi lột vỏ nè, rồi tôi chấm vô cái chén nước sốt kim quất mơ gần nè. Ta nói coi tới cái khúc này là nhìn thèm chảy nước miếng luôn á. Rồi tôi mời mọi người ăn tôm nướng tôm hấp nước dừa cùng với tôi luôn nha. Thì tôi mới cầm cái con tôm tôi chấm vô cái nước sốt kim quất mơ gần này tôi ăn nè. Cái sốt kim quất nó chua chua thanh thanh, cộng thêm cái vị cay của ớt và cái vị ngọt ngọt mặn mặn thơm thơm của mơ gần. Được thêm mấy con tôm thịt nó săn chắc, mấy cái đầu nó còn có gạch nữa. Là ta nói he, chấm mấy con tôm ăn nó dính dữ lắm. Ơi chờ, mẹ của tôi mới đi đám gì mà bả đem bánh trái về cho tôi một đống luôn nè. Ta nói mẹ của tôi bữa nay mới đi cái đám gì ở bên sớm á, còn tôi là tôi ở nhà tôi trông có nhiêu đây thôi nè. Đợi mẹ đi đám về mẹ đem bánh trái về cho ăn. Ở đây có ai hồi nhỏ mà đã từng vậy chưa? Hồi nhỏ là tôi chuyên gia luôn, mẹ mà đi đám ha là ở nhà ngồi trong ngóc vậy đó. Đợi mẹ đi đám về coi có đem gì về ăn không. Rồi bây giờ tôi khui cái bọc quà của mẹ đem về nha. Thì được một chùm chôm chôm, rồi một cục xôi, một cục bánh chuối, với thêm một cục bánh đúc nữa. Trời ơi, cái bánh đúc này tôi khoái ăn lắm nè. Rồi thì tôi đổ cái bánh đúc ra nè, rồi cái tôi chan cái nước đường đậu phộng lên, đều đều lấy muỗng múc cái nước đường chan lên thêm cái nữa cho mọi người thèm chơi vậy đó. Rồi bây giờ tôi mời mọi người ăn thử cùng với tôi luôn nè, coi có ngon không nha. Tôi ăn thử một miếng bánh đúc này tôi cảm nhận thấy là nó không có dai, mà mình nhai nó giòn giòn sực sực cái chan câu câu luôn. Nói chung là ăn nó cũng ngon đó, ngon là nhờ cái nước đường đậu phộng nha mọi người. Tới cái miếng bánh chuối tôi xé ra thì tôi thấy người ta làm cũng chuyên nghiệp lắm nè, nó có xới xới từng lớp nhìn đẹp lắm. Thì tôi ăn cục xôi vị trước nha, cục xôi vị thì ăn nó thơm nó dẻo lắm, có thêm phần dừa nạo bỏ vô nữa nó béo béo. Còn cái miếng bánh chuối thì ăn nó ngon khỏi bàn luôn, nước cốt dừa người ta pha vô sẵn ta làm một cái lớp lên á, ăn nó ngọt nó thơm nó béo rất là ngon. Thì ở đây ai đã từng ăn mấy cái món này rồi cho tôi một comment nha. Xoài chua chấm mắm ruốc xào sớt, mọi người đã từng ăn thử qua chưa? Chuyện là hôm nay tôi đi ra đồng của ông anh tôi, cái đường kinh đê mà chạy vô đồng của nhà ổng nè, theo cặp mé kinh nó xài chồng nhóc hết trơn luôn. Ta nói trái nó cũng mọc nhiều lắm mà không có ai bẻ hết.
hết. Rồi tôi cũng nhiệt tình như lắm, tôi cầm cái gỗ tôi bẻ hết trơn luôn. Nói chứ cây xà này là của nhà ông cho nên tôi mới dám hái. Xong rồi mấy trái xà tôi đem đi gỡ cho nó sạch mẫu. Mấy trái xà chua là tôi ăn không có gọt vỏ nha. Gọt vỏ rồi ăn nó chua dữ lắm. Ăn với xà chua là mọi người thường chấm với cái gì? Chứ còn tôi là ăn xà chua là chấm với mắm guốc. Rồi tới cái khúc này mà nửa đêm mà ai coi cái khúc này ha, là chuẩn bị cái cuộn khăn giấy sẵn đi. Tôi cầm một miếng xà tôi chấm vô cái chén mắm guốc nè. Đó, mọi người có thấy mờ lem chưa? Bây giờ là tôi mời mọi người tôi ăn trước nha. Tôi nói xà chua là nó chua nha mọi người. Mọi người nhớ ăn xà chua mọi người đừng có gọt vỏ nghe cho đỡ chua một xíu. Với lại ăn có cái vỏ nó sực sực đã dữ lắm. Còn cái chén mắm guốc xào sớt người ta khử sẵn tôi nói nó thơm và rất là vừa ăn. Và chấm xà ăn là nó cực kỳ bắt luôn. Chấm đồ chua ăn là chỉ có nhất cái nắp thôi nha mọi người. Ra ngoài đồng ăn không là chưa có đủ đâu. Có thêm một ly trà vị ổi hồng để uống nữa. Cộng thêm ở ngoài đồng trời gió mát, có thêm cảnh vật đồng lúa ở miền Tây tôi nhìn nó chiêu chiêu sao quá. Chưa chưa mát mát tầm 3 tầm 7 ngoài đây ngồi ăn uống là đã lắm nha. Mấy trái khế bé tí tẹo mà đem đi chấm ớt mọi người đã từng ăn thử qua chưa? Hello mọi người nha. Thì bữa nào tôi cũng cầm cái gỗ chạy qua nhà của ông chút nữa nè. Tôi tính là cầm cái gỗ qua xin ông bẻ thêm vài trái chăm ăn nữa mà tự nhiên chạy ngang cái chỗ này nè, thấy cái trái gì nó lạ. Rồi tôi mới bỏ chiếc xe qua đây tôi chạy vô tôi coi. Rồi mọi người coi thử coi biết trái này là trái gì không? Chứ tôi xém là tôi quên cái tên nó luôn rồi. Ngồi nhớ kỹ kỹ lại mới biết là trái khế. Mà tôi nhìn cái khế đâu mà nó có chút xíu à. Rồi mấy trái khế nó cũng bé tí tẹo luôn. Thấy vậy tôi bẻ hết trơn tôi bỏ vô gỗ. Tưởng đâu là cũng ít ai về cũng nhiều nha. Tôi bẻ bỏ vô gỗ cũng đâu có chục trái á. Tôi tưởng đâu là tôi lội tôi vô tôi bẻ mấy trái khế. Cái tôi đảo ngoài là chiếc xe mất tiêu luôn rồi chứ. Rồi thì mấy trái khế tôi đem về nhà tôi rửa cho nó sạch nha. Ta nói mấy trái khế rửa sạch xong rồi nó bóng nõn. Nhìn thì cũng cute lắm đâu có dám nở ăn đâu. Rồi thì mấy trái khế tôi rửa sạch xong rồi nè. Xay qua tôi đâm một chén ớt siêu cay. Tôi cho vô chén một tí muối, một tí đường, với một tí ớt. Rồi mới lấy cái chài đâm tiêu giả nhuyễn nó ra. Rồi mới cầm mấy trái khế chấm chấm vô nè. Ta nói mới nhìn thôi mà thèm chảy nước miếng luôn á. Rồi tôi mời mọi người ăn thử cùng với tôi luôn nha. Lúc đầu là tôi cứ tưởng mấy trái khế này nó nhỏ, mà nó còn xanh nữa là ăn nó sẽ chua lắm. Ai về đâu ta nói ăn nó ngọt ngay luôn á. Nó cũng chua chua nữa nhưng mà nó chua nhẹ lắm. Chấm vô cái chén ớt siêu cay cay. Tôi nói ăn lần nguyên trái không, tôi nói nó ngon nhất cái nách luôn á nha. Tôm càng xanh mà nướng nguyên ở trong trái dừa, mọi người đã từng ăn thử qua chưa? Bữa nay Nhọn làm ăn cùng với đứa cháu, ăn ngon quá chừng luôn. Hôm nay Nhọn về quê chơi một hai bữa, sẵn đó Nhọn dắt mọi người qua hầm của ông chú Út chơi nghe. Cũng đâu lâu dữ lắm rồi, không có xuống thăm hầm nhà của ông chú Út. Không biết là dạo này còn tôm cá, cái gì cũng có nữa không? Bữa nay Nhọn xuống thăm nè, có đem theo cái gỗ nữa. Cũng thấy đâu được mấy em tôm càng xanh, lú hai cái càng lên. Hơi bất ngờ xíu nghe, tôm gì đâu mà nó nằm im gu à. Nói thật ra với mọi người á, là mấy con tôm càng xanh này là Nhọn bắt ở ngoài chợ. Bữa nay Nhọn quay cái clip này, chắc chắn sẽ có nhiều người vô nói nữa nè. Cái thằng này nó xạo nè, tôm này tôm giả, chứ đâu có phải là con tôm thiệt đâu. Thì Nhọn cũng có nói cái gì đâu. Nói thiệt chứ, cái này là Nhọn mua về, xong rồi Nhọn thả xuống Nhọn quay, để có cái cho mọi người coi. Mà mấy anh chị cứ vô nói Nhọn hoài, nói thằng này nó bị vậy đó, nó bị cái kia kia rồi kìa. Nó xạo quá trời xạo rồi, nó nói dốc quá trời nói dốc. Cái chuyện không có mà nó cũng nói có nữa. Thì như mấy con tôm càng xanh này nè, nó đâu có với hầm nhà của ông chú của Nhọn đâu. Chỉ là do Nhọn mua về xong rồi Nhọn thả xuống rồi quay bắt cho mọi người coi. Thấy nó cũng vui vui mà mọi người. Nhưng mà có nhiều anh chị không có thích. Cho nên là bây giờ Nhọn làm cái clip này là clip cuối cùng. Mà hình như là còn một cái giống như vậy nữa. Thì Nhọn sẽ đăng hai cái clip về chủ đề như thế này nữa thôi. Là Nhọn sẽ không có quay về cái chủ đề này nữa. Chứ quay hoài là mấy anh chị nói hoài luôn. Để bữa nào vô chuồng gà nhà của ông chú lụm hộp vịt lộn nữa coi. Rồi thì mấy con tôm hồi nãy Nhọn sẽ đem lên rửa đất muối cho nó sạch. Rồi Nhọn mới ra ngoài cây dừa của ba nè, chặt xuống vài trái dừa. Mấy trái dừa đem vô, Nhọn sẽ lựa ra một trái nào to to, khoét cho nó một cái lỗ to to. Rồi Nhọn sẽ cho mấy con tôm càng xanh vô trong trái dừa luôn. Dừa vô trong đó một miếng nước, rồi mình sẽ đem lên mình nướng nha. Cái này người ta gọi là tôm nướng ở trong trái dừa đó mọi người. Nhọn nghe nói nướng như gì nè, là ăn nó thơm với lại nó ngon dữ lắm. Mọi người thấy ở trong clip Nhọn quay mau làm mau vậy đó. Chứ thật ra ở ngoài là nướng lâu dữ lắm luôn. Nướng cho mấy con tôm nó chín ha, là trái dừa nó cháy muốn gục luôn đó mọi người. Đây đây khúc này là mấy con tôm càng xanh nó chín rồi nè, đỏ gật hết trơn luôn. Để Nhọn tách ra thử một con tôm cho mọi người coi nha. Mấy con tôm càng xanh này nó cũng chắc thịt nè, với lại có gạch nữa. Rồi bây giờ Nhọn rủ đứa cháu của Nhọn ra, rồi hai cậu cháu hưởng thức luôn nha. Nói tôm nướng kiểu này ăn ngon thì có ngon thiệt, nó cũng còn nghi gan cái mùi tôm lúc đầu vậy đó, mà được thêm cái làn gì nè, nước dừa nó ngọt ngọt thơm thơm, với lại đèo bồng nướng ở trong trái dừa nó hơi lâu một xíu nghe. Cháu của Nhọn nó ăn không biết là cái vị nó có ngon thiệt không nữa. Nhìn nó ăn mà thấy ngon ghê chưa kìa, nhìn mà thấy thèm theo luôn á. Thì mọi người có làm cái món tôm càng xanh nướng ở trong trái dừa này ăn thử bao giờ chưa? Nếu chưa thì làm ăn thử đi. Nói trước là nướng lâu dữ lắm đó nghe. Là một mâm tôm nướng với hấp nước dừa ăn nè. Chàng ơi, tao nói nó đã ăn nó ngon gì đâu á. Sáng trời đẹp tinh mơ, tôi ở nhà tôi ở không, tôi đâu có làm gì đâu. Thay vậy cầm cái gỗ đi qua nhà của ông chốt nữa. Mỗi lần qua nhà ông là tôi lội xuống hầm mà, tại vì cái hầm nhà ông cái gì cũng có hết trơn á. Tôi mới thò tay xuống tôi mò mò nè, quay qua và lại gặp mấy con tôm lú đầu lên. Tao
đầu giật mình luôn á. Thấy vậy thò tay qua bắt bỏ vô gỗ luôn. Tôm càng xanh, tao nói con nào con nấy nó nái nái. Thò tay bắt qua bắt lại có một xíu mà được một gỗ luôn rồi nè. Bắt tôm xong rồi tôi lội lên trên nhà, qua bên cái bồn dừa của ba tôi nè, tôi bẻ ăn trái. Thấy trái dừa nó nhỏ vậy thôi mà nước nó nhiều lắm đó. Rồi thì mấy con tôm tôi đem đi rửa cho nó sạch sẽ gông ghiêu, rồi cho một mớ tôm vô cái nồi, rồi chặt trái dừa hồi nãy lấy nước đổ vô. Là tôi đem một mớ tôm này tôi đi hấp nước dừa nha. Còn một mớ còn lại tôi đem đi xỏ xiên rồi tôi đem đi nướng. Mấy con tôm tôi hấp nó chín rồi tôi nhắc xuống, rồi mới đốt lửa than lại rồi tôi nướng tôm nè. Bỏ mấy con tôm lên nướng làm xèo xèo lên. Chở qua chở lại mấy con tôm nó chín lên đỏ tươi. Tôi xỏ xiên tôi nướng là mấy con tôm nó không có bị cong nha. Nướng lên nó chín nó thẳng băng đỏ tươi nhìn đẹp lắm. Thường là mọi người ăn tôm chấm với cái gì? Chứ còn tôi là tôi chấm cái nước sốt kim quất mơ gần này cũng ngu ngon nè. Cái nước sốt này nè là mình chấm các món hải sản nó dính dữ lắm. Với các món nướng chiên luộc đồ á. Rồi bây giờ tôi tách con tôm ra tôi lột vỏ nè. Rồi tôi chấm vô cái chén nước sốt kim quất mơ gần nè. Ta nói coi tới cái khúc này là nhìn thèm chảy nước miếng luôn á. Rồi tôi mời mọi người ăn tôm nướng tôm hấp nước dừa cùng với tôi luôn nha. Thì tôi mới cầm cái con tôm tôi chấm vô cái nước sốt kim quất mơ gần này tôi ăn nè. Cái sốt kim quất nó chua chua thanh thanh, cộng thêm cái vị cay của ớt và cái vị ngọt ngọt mặn mặn thơm thơm của mơ gần. Được thêm mấy con tôm thịt nó săn chắc, mấy cái đầu nó còn có gạch nữa. Là ta nói he, chấm mấy con tôm ăn nó dính dữ lắm.